thực ra thì chuyện gì vậy? Em có chuyện này, nói chung là nó khó nói mà. Nói chung là em mong là thầy sẽ hiểu và gì đó cho em. Nhưng mà cái chuyện này nó khó nói dễ sợ luôn thầy. Nói là sao ta? Thì chuyện đó là nó như sao ta? Xin trời ơi, cái đó nói là tùy ghê chính ra đi. Trời ơi, nói chung là em muốn nói cái này với thầy hồi nãy mà chẳng mày đi rồi. Trời ơi là trời. Ủa gì trời tối vậy? Ủa thầy đâu rồi? Trời. Trời chán dễ sợ luôn Sam. Trời chị. Hôm nay chẳng người đi học không có cái thầy cô giáo viên nào xinh trai đẹp gái để em ngắm mấy đó. Buồn thật. Ôi chứ. Trời đi học phải đi ngắm trai cô trai là mà có trai đẹp gái xinh. Trời ơi, đi học mình phải có giáo viên đẹp, giáo viên xinh tụi mình mới có động lực học đúng không cay? Dắt đầu chi xa xôi, trời ơi, ở đâu mà đồ trai đẹp gái xinh chi vậy trời. Ngồi kế bên đây là có hai người hình trai đẹp gái xinh. Trời ơi, trai đẹp chị má ơi, trai đẹp vậy trời ơi. Thôi, đừng có xàm nữa mấy má ơi. Bây giờ như là theo tôi nhớ là tầm mấy phút nữa là giáo viên tới sao á. Mà không biết là giáo viên dạy thay giáo viên lớp mình nữa nè, chán thật sự luôn. Đi học. Cốc, có ai ở trong lớp không? Ủa, cho tụi em hỏi ai hả? Xin giới thiệu mấy em, thầy là giáo viên dạy thế, hôm nay đến đây để dạy thế cô giáo dạy tiếng Anh của mấy đứa đó. Không biết là thầy có phải là lớp học mà đang bị thiếu cô giáo đúng không hả? Ok thầy ơi. Chán quá. Ok. Thầy. Hey. Xin chào tất cả các em. Thầy chính là thầy Phong Cận, là giáo viên sẽ dạy thay thế cho cô tiếng Anh của lớp chúng ta ngày hôm nay. Và mong các em sẽ hợp tác với thầy để chúng ta có một tiết học thật là tốt đẹp nha. Thầy ơi, việc đầu tiên thầy cần phải làm là bước xuống bàn đó thầy ơi. Ok, chúng ta dạy tiết học thầy. Sao? Đúng là lâu lâu mới có mỹ nhân cho phòng mà nè. Đúng không? Mỹ nhân cái gì mà mỹ nhân? Trời, tôi nói cho mày biết nè, cỡ bà mà muốn cua ông thầy á thì không có trình đâu. Tin ơi, bây giờ tôi mà giả gái thì tôi cua được ổng luôn á. Trời ơi. Hả? Ủa ai kêu thầy á? Dạ không gì. Tôi lên trả bài đúng không? Cái giày đi, em xin lỗi thầy. Trời ơi, cay. Dám giả gái cua thầy luôn hả? Vậy luôn. Coi nè, bà coi nè. Trời, Sam. Gì? Cái đồ. Cái giả gái của thầy á. Chết rồi. Ghê vậy? Trời em biết luôn. Gì mà làm trai hơn làm trai làm gái vậy? Không biết, bảo là như thầy Phong là coi như là cai cua được hết. Trời má. Các bạn ơi, cai làm chết mấy má ơi. Trời. Trời ơi, mặt máy thật kìa. Trời. Gì vậy trời? Bây giờ tôi phải nói chuyện điệu vậy nè, cho đến thầy mới thích tôi được, mày hiểu không nữa? Cái hả? Ông nghĩ ông có thể cua được thầy sen xe của tôi hả? Thử thách không hả? Chuyện bình thường thôi, đó là chuyện bình thường thôi. Được rồi, mình đợi tí nữa giờ ra chơi đi, để tôi nè. Được, để coi bóng cây đơn này có làm được gì không hả? Ây da, khinh thường mình quá mà. Gì vậy? Gen chua là kìa, ra chơi rồi. Trời ơi ra chơi ạ. Chết. Ủa, này chưa. Subscribe là chia sẻ, like là thích hoặc không thích. Good morning teacher. Trời ơi, ra chơi rồi. Đúng rồi, đến giờ đã chơi rồi. Thầy xin lỗi cả lớp nha. Trời thầy dạ. Chăm chú quá, không để đến giờ giấc gì hết. Ok, thôi mấy em ra chơi đi nha. Thầy có một việc phải lên phòng hiệu trưởng đây. Tạm biệt các em nha, tạm biệt. Dạ, bye bye thầy. Hả, sao em? Thầy ơi, chào xin thầy. Có gì đâu, bạn em thôi. Thôi thầy đi vui vẻ nha thầy, bye bye. Tạm biệt mấy em nha, thầy đi đây. Làm gì vậy? Cái chỗ gì sấn thầy ra sao vậy? Hả? Sấn gì? Cái đã nói rồi, cái sức cua thầy là cua thầy mà. Thầy nhập kẻ, tao cầm cây này tao làm chuyện bắt đào bây giờ hả? Ví dụ, nếu mà Sim thắng thì cây sẽ cho Sim gì ạ? Nói đi. Trời
Được, nếu mà Sim thắng thì Kai sẽ gửi là chi tiền rồi sau đó mua cho Sim hết những bộ đồ cho Mini Quân này luôn. Ủa, okay, tức là nhận tất cả bộ đồ đắt tiền luôn đúng không? Tất cả mấy cái này đúng không? Rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Còn nếu mà bây giờ Kai thắng chào hả? À, thì Sim cũng sẽ chi tiền ra mua cho Kai, được không hả? Được. Vậy thì chơi đi. Được rồi, Sammy đi thôi em. Đẹp lập chứng lục. Ok, Sammy, lần này không phải em quân thầy, nhưng mà có cái em phải thắng cái kèo này để lấy được cái số tiền để mua áo quần chị giúp em. Phải giúp em cái 8 chai được không? Được, nhớ nha. Nhưng mà em phải chia chị một số tiền chứ. Chị có giúp mà. Trời ơi, chia chứ. Nếu mà em thắng kèo này chắc chắn em sẽ chia cho chị luôn. Ok, bây giờ đi. Bây giờ mình phải đi lập kế hoạch các bạn ơi. Để cách gọi là cua, gọi là chị ta ông thầy không là cay nó thắng mình là mình mất kèo, gọi là kèo ngon các bạn ạ. Ok, mình phải đi về nhà đi kiếm kế hoạch thôi các bạn. Let's go. Với kinh nghiệm cua chai bao lâu nay của mình, với cái kèo này là mình thắng chắc rồi. Simi Chan với lại là Sammy đù, hồi đó giờ làm sao mà biết có được bí quyết như mình chứ. À khoan đã, hình như là bộ đồ mình mặc có vẻ hơi ẻo lả thì phải. Chắc là bây giờ mình phải đi thay một bộ đồ mới để sau đó thật là lung linh lên, sau đó mình mới có thể tiếp tục bàn kế hoạch ngủ này đi chơi. Đi thôi. La 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 la. Vừa mới thay trong bộ đồ cảm thấy mình là thực là chinh quá đi. Trời ơi, chắc chắn là cái kèo này mình sẽ thắng rồi. Sau đó Simi sẽ gọi phải gửi là chi một số tiền mua hết đồ cho Mini World cho mình thôi. Nãy sao mà dám đi thách thức với lại mình vậy trời. Bây giờ đi kiếm thầy thôi. Không biết là thầy ở đâu vậy ta? Hai trời ơi, hôm nay mình phải đi đến trường. Thầy. Kairon, em ăn mặc kiểu gì vậy? Ủa em ăn mặc gì trời? Ủa em là con gái em ăn mặc vậy đúng không thầy? Thầy nói gì kỳ vậy? Tôi nhớ là Kairon trong lớp này là con trai mà ta. Tôi coi cái danh sách là tôi thấy là như vậy mà nha. Con gái gì nghe cái giọng kỳ cục, với lại là nhìn mặt em là con trai vậy. Trời ơi em nói gì ra mấy buồn quá à. Thiệt tình em là con gái mà, thiệt tình luôn á. Em tránh đường rồi cho thầy đi coi. Trời ơi, chiều nay thầy có hẹn, thầy có hẹn đi ăn bún chả với Obama rồi, cho nên là thầy không đi với em được đâu nha. Tạm biệt em, bye bye. Thầy đi bye bye em. Trời ơi, cái ông này thiệt tình chảnh dễ sợ à. Trời ơi, anh thấy chưa? Bây giờ em chỉ nói nha. Sao? Em tới, em vào tâm sự nhẹ với ông thầy. Sau đó thì ra sẽ làm theo kế hoạch. Thấy chưa? Okay, được rồi. Chỉ cần tâm sự thôi đúng không? Ok. Em phải fighting. Cố lên. Cố gắng thắng cái kèo này rồi các bạn. Thầy ơi. Thầy. Trời hôm nay đẹp quá. Chào thầy. Simi. Dạ. Trời em đi đâu đây? Trời sao giờ chiều rồi không chịu về nhà để còn ở đây nữa em? Thực ra thì em có một chuyện này muốn nói với thầy, nhưng mà em ngại quá thầy. Thực ra thì chuyện gì vậy? Em có chuyện này. Nói chung là nó khó nói mà. Nói chung là em mong là thầy sẽ hiểu và gì đó cho em. Nhưng mà cái chuyện này nó khó nói dễ sợ luôn thầy. Nó là sao ta? 5 minutes later. Thì chuyện đó là nó như sao ta? Xin ơi. Trời, người ta đang nói là kỳ ghê, chính ra đi. Trời ơi, nói chung là em muốn nói cái này với thầy nhưng mà ngại quá. Trời ơi. Xin ơi. Trời đáng trời em mà. Trời ơi, ngại chết luôn. Thầy đi rồi. Trời ơi là trời. Ủa gì trời tối vậy? Ủa thầy đâu rồi? Trời ơi. Em nói gì mà từ sáng đến tối vậy? Ủa kịch bản ngắn lắm mà sao em nói dài vậy? Ủa thầy đâu rồi? Thầy đi rồi, trời ơi, thầy đi từ năm trước rồi. Trời ơi, đi gì mà nói gì mà lem. Thầy đi rồi hả? Rồi phèo mất rồi trời. Trời ơi. Bệt quá. Tính ra 3 ngày rồi. Tính ra ông thầy không có động tĩnh vậy đó. Còn Kai thì sao? Kai cũng vậy, thiệt tình đó. Trời ông thầy. Tưởng mình sẽ ghế là ông sẽ thích mình chứ mà. Cái kèo để biết ai thắng đi trời. Tôi muốn thắng mà.
À, không biết giờ thầy tới chưa ta? Tới ra được ở đây cũng hơi. Ôi, thầy kia, thầy kia. Ủa, ai vậy? Nè nè, đi theo em, vô đây. Vô đây nè. Em gì đấy? Em phải sao? Ủa? Em nhận anh tới đây làm gì vậy? Vô đây anh. Trời ơi, em nói anh nghe nè. Đây á là trường học của em á. Wow, em dạy ở đây đó. Dạ, trời ơi. Có gì á, bữa nào mà anh lấy xe hơi này anh rón em nha. Trời ơi, cục cưng anh giỏi quá à. Thôi anh sẽ đón em bằng xe hơi nha. Dạ, trời ơi. Cặp đôi thụ của bọn mình sẽ là cặp đôi đẹp nhất ngôi trường này. Đi coi. Thôi đi nào, đi nào. Trời ơi, ông thầy. Em kia, sao không vô lớp học để đứng ngoài đây hả? Dạ, đây vô liền á, vô liền á, vô liền á. Ông thầy. Ông thầy này chính là. Cái thế vụ này ai thắng nhờ, hỏi thật. Thôi, hỏi đi. Gì đập đâu tới vậy? Ok các bạn, trời ơi, trong kèo này mình với Kayon không ai thắng cả. Trời má, tưởng hai đứa được kèo thơm ai dè, học biết kèo rồi ông thầy bị gay. Cay được chứ. Ok, thì video của mình như thế này thôi, yep, so. Ok thì các bạn thấy như thế nào, các bạn đừng quên bật lộ phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ tất cả thành viên của Hero Team nha. Còn bây giờ bye bye mọi người, anh nhá.